Xin chào các bạn nha. Hôm nay đẹp trời là buổi trưa hai đứa đi bộ. Hai đứa đi bộ đi ra ngoài đầu đường mua tim hồn. Hôm nay mình ăn gì bố nhỉ? À nhầm Nga nhỉ? Chết mẹ. Nó rất ngày hỏi cái mu. Chết rồi. Hôm nay ăn gì? Anh ăn cái gì nhỉ? Ăn croissant với cả trứng luộc. Em ăn summer. Uống gì? Sweet tea với cả ice cream. Hôm nay ngoài trời không lạnh lắm. Đang 8 độ. Mình nhìn thời trang của mình. Quần đùi. Mùa nào thời trang của anh chẳng thấy? Mình là thời trang một mùa. Sao đâu em? Các bạn take nhìn khu. Take hộp gì hay? Hộp từ thiện. Take where you can. Take what you need. Yeah. Sao cho cả hộp đậu thì kiểu kia mẹ hết hạn. Sao ai cần? Lạnh phết đây các bạn. Nhưng mà may mặc áo khoác còn quần đùi không mặc gì còn chịu được chứ còn người trên là phải mặc áo khoác. Nhà đang bán à? À đâu? Như là làm vườn làm cỏ này. Đây kiểu bọn từ thiện này. Facebook only. Không biết đứa nào à? Mất dạy đốt chuyện người lớn. Thật ra là nhẽ Vân ấy cho Mu đi chụp rồi. Tí đi làm xong cho. À mà thôi chưa. Mẹ đang tính cho Dog Park kia mà vấn đề mà. Xe bây giờ đang phải hạn chế đi để cho nó ít cái cây số mà. Đâu có xa lắm đâu. 10 cây mới. Thế là 20 cây. Đây mình còn tầm 3-4 tuần nữa mới. Mới bao giờ nhận xe. Chờ trong kiểu. À mấy lần trước mấy lần mùa hè em đi qua cái chỗ cây kia. Bị hai lần một cái con chim nó dậy nó cứ đạp vào đầu. Chắc như lúc em đứng ở gần cái tổ của nó là nó phải đuổi những người xung quanh. Mùa hè có cái loại chim mà đầu đỏ hay là thì đấy, mùa đó là cái mùa chúng nó hay tấn công người kinh mà. Mùa chúng nó đẻ trứng. Này. Nó có cây này. Thế đúng rồi, nó coi tổ đây là nó sợ đúng kiểu mình bị ám ảnh ở khu này. Đấy, các bạn thấy Covid. Cảm giác xung quanh như ở không có một bóng người luôn. Tận thế rồi các bạn ơi. Ở đây mà. Đây. Tưởng đi thẳng kìa. Ở nhà trông mẹ thiết kế trông mẹ đỏ còn mái ngói trông kinh vậy đấy. Cái kiểu hàng rào này giống kiểu mấy thằng cái gì. Tái ở trên ngoài kia tí đùi ra mệt chết. Nhà đẹp phết. Nhà bên trái ok. Ừ. Nghiên cứu nhà dần thôi. 5 năm nữa mua. 5 năm nữa các bạn lại đón tiếp siêu phẩm nhà của Linkading. Ba unit này xong rồi nó sẽ cho thuê. Đây tìm được cái nhà nào mà có hai cái parking như này ok. Sao nhà, nhà như úi này. Rồi, ô, nhà các như bạn này. Okay. Mẹ trông nhà lục sụp đổ nát này một con Model Y, à đây con Model X. Con này 250.000 đô nhá. Xin lỗi các bạn này, con này 250.000 đô. Con SUV của mình là có 80.000 đô nhưng mà con này là 250.000 đô ấy. À đằng xa kia có một cái package. Thằng nào mất dạy đi qua lấy luôn đồ. Bên này Canada kiểu hơi kiểu tin người dân. Nhiều khi cứ vứt đồ delivery trước cửa. Nên là thằng nào bằng đen nào mà nó ngứa tay cái nó chạy ra nó lấy luôn. Sao nhà cái thiết kế kiểu đen xì nhục than chất đấy các bạn. Các bạn nhìn từ xa đấy cái biển logo Tim Hồn kìa. Sắp đến rồi. Lâu lắm đi bộ mệt quá. Đây là đầu tiên trong lịch sử mình đi bộ xa này từ nhà ra ngoài xa vãi. Đi cho khỏe. Phải không thấy đâu tí phải lết thở như chó. Nhìn như kiểu celebrity
một ngày của Celebrity Nga. Không biết là Thiên Tuấn nó có vào cho vào trong nhỉ? Em một rồi chưa? Không rồi. Từ từ. Nga cầm cầm cái anh đeo con khẩu trang. Bây giờ dịch là bọn mình toàn order trên app xong rồi ra pick up. Dịch không muốn tiếp xúc nhiều, người ta sợ người ta thi nhau nhỏ nó bắn nước bọt vi khuẩn bé bé. À, bọn mình bắt đầu vào Thiêu Tuyền các bạn nhé. Một người pick up đồ nhanh phết. Dịch người ta đóng cửa hết, toilet người ta khóa hết rồi. Gì à? Thiếu đồ ăn. Nga uống gì đây? Sweet tea. Món này là cái món đặc sản Canada, ice cap. Thằng em vợ mình nó thích uống này. Nó bảo mình ship vào cho nó, nhưng mà ship đấy nơi chắc là toàn nước. Ngày xưa người ta đến người ta ăn, người ta ngồi bàn ăn được. Bây giờ Covid rồi, đóng cửa rồi, chỉ có cho take out. Bạn Nga đang đợi đồ take out. Mình đang đợi đồ. Nào nào mình uống thử cái loại cà phê mới của nó, uống chua chua chán. Cold brew. Các bạn nếu mà muốn thử đúng không? Đây cái này. Các bạn muốn được uống cái này cũng chán lắm, chưa uống chua lắm. Uống xong rồi tối mình ngủ mắt trợn trừng, không ngủ được. Không nhắm được cái mắt này, cà phê đặc. Cao nó luôn. Hóa ra là một mình đang vừa hỏi người ta bảo đang đợi cái hash brown nó phải nướng chín lên. Có chết mẹ bật nhầm camera trước rồi. Sau thời gian chờ đợi bọn mình cũng đang lâu quá vào cho thêm cái. Cho thêm cái gì? Hình như hash brown. Oh, đây quay mặt em. À, đây. Ở đây là lại được một cái hash brown. Nice. Tôi đưa là cởi cái khẩu trang. Thế là ba cái. Ủa vãi, đòi lâu cho tầm 3 cái luôn. Chắc là thấy em quen thì người ta mới cho thôi. Sao không bon nớt mẹ thêm hai quả trứng, hai cái trứng. Tự nhiên giờ thích ăn trứng của Timothy. Trứng Timothy ngon. À các bạn, Timothy là cái, nếu các bạn mà nào mà đến Canada buộc phải uống này nhá. Đặc sản Canada. Bảo cái này không biết cái này là cái gì. Có cái này là ice cap nha. Các bạn ra bảo nó can have one ice cap ly là nó cho luôn này. Thế là mình lãi được hai cái hash brown. Nice. Ba cái hash brown. Ủa trời, hôm nay lãi to. Đứng đợi lâu. Tiền coi chưa lên mà hash brown ăn ngập mồm luôn. Ủa lạnh thế mẹ chưa. Mẹ 8 độ C order ice cap các bạn. Bây giờ ngồi mày uống sun vòi luôn. Mình ở khu này lâu kiểu hộ tiêu từ nhận ra mình. Đây cầm túi xong. Ổi đậy Tesla kinh á. Kinh dòng này hai cái Tesla. Con này sắp mua Tesla rồi, con sạc điện luôn. Ờ. Để cho chị mua.
có khi có rồi mà nó đi làm. Đêm qua mình ngủ mình đang kiểu đầu mình nhắm mắt nhưng mà đầu mình đang lốp lại cách để lắp cái cảm. Trông thời trang này hay chưa? Tất thì đi sắp tụt xử ra ngoài. Nhìn này thôi nhưng mà yếu, đi bộ tí là thở phì phò. Sao được đi anh? Phê đấy. Ui giời ơi. Ló lạnh, ló lạnh. Sau này kiểu nhà xây kiểu kiểu như này nhỉ. Nhỏ bé xinh xinh. Nhà đây cầm một cái túi. Không nhỉ. Ủa mẹ cầm cái ice cap này xong rồi gió thổi tay. Mẹ buốt tay luôn được. Ủa. Trời này uống trà này mới thích. Cái sip gì này double double là pha như kiểu trà sữa luôn. Trà sữa. Vị như trà sữa. Take a sip, take a sip. Nice, nice. Các bạn giờ trend tiếng Anh giờ nói là nó ngọng nhá. Nếu mà nói chuẩn không phải là trend đâu. Nó chuẩn tiếng Anh. Mẹ nếu các bạn mà nói tiếng Anh phải ngọng một tí mới hay. Để tránh xa mấy con chim. Em bị trauma. Thế đi không sao đâu, nó mới con chim mới đó. Thôi đi. Mấy lần bị nó đạp vào đầu. Thế dạng chắc. Mẹ nó chó đàn này chết. Nhìn mình nghe cảm giác mình nhớ lại ngày xưa hồi mới sang ở du học sinh kìa. Đi bộ xong rồi đi mua đồ ăn. Mình cười đây. Nice. Tiếp nghĩ lại ngày xưa khổ. Mẹ xưa ở cái nhà đầu tiên. Đi bộ từ nhà ra mẹ chắc phải mẹ mấy chục cây số nhỉ. Nó nói đùa rồi chứ mẹ chắc thì tầm cây càng. Chắc chỉ cây 500 mét. Cỏ đẹp ấy. Cỏ này bu ra đáy ở hơi sườn. Cỏ này nó bu nó ngồi nó đạp chân một phút mốt là sới hết này. Cỏ này rộng phết. Ôi ngồi mồi đồ ăn gói quá. Em không đóng cái nắp vào sợ nó nguội. Ăn được. Các bạn thấy khu mình ở yên tĩnh không? Toàn người già ở thôi. Xuống cuối đường kia là hồ. Xuống cuối đường kia các bạn nào mà thơ thẩn thích ngắm hồ mùa hè chạy dưới kia ngồi. Chung gần khu nhà mình gọi quá ngon luôn tại vì ngay ngoài đường mặt đường ấy. Dorama này rồi LCBO rồi No Frill Shopper rồi xong đủ thể loại Rexall có hết. Nói chung tất cả mọi người tổng hợp hết khu nhà mình luôn. Mà nó chịu. Chợ tàu cách nhà mình có 7 cây, 8 cây. Còn ở dưới kia là một cái park rộng luôn. Hồ nước ở Lake Shore chảy dài từ đây đến downtown luôn. Ủa. Thằng nào lái xe mà. Nghe gió to đi chậm rồi. Đi xong này mà dám đi kiểu. Rồi xe cái động cơ kêu to anh ạ. Thì chắc được 40 cây mà cũng. Không biết thằng bu hấp kia còn kêu. Mà mỗi lần mà bọn mình mà đi mà để ở nhà nó kêu ở Mỹ. Nghe muốn vậy. Ai cũng biết tưởng người. Tưởng người chứ mà kêu ở Mỹ. Kêu gọi người. Nhưng mà mang thêm con chó. Ngày xưa hồi bác nó về thấy nó im im tưởng ngoan không giống kiểu bọn ho bình thường. Thế mà cuối cùng ngoát cái mồm nó ra. Chưa quen rồi. Quen rồi, sủa cho bánh nóc luôn rồi. Này nhà kia đang làm cái gì nhỉ? Đâu? Kia cái đang sờ bóng xanh. Thấy từ hôm qua. À, như là ống thoát nữa. À, như là ống thoát nữa. Ống thoát thấy thả. Ở ngay cái hôm trước hôm qua cái cửa sổ mà cạnh cái cây người ta kiểu có cái ống mà giống như kiểu đang tân trang lại. Như đây để anh bụi đi. Đây, nhà mình đây. Nguyên một cái nhà của mình hết nha bạn nhé. Đùa thôi, nửa cái thôi. Nửa cái, cắt nửa thôi. Mình bên dưới. Ok.
Đùa thôi, mình chỉ 1/4 ở đây thôi. Các bạn nhìn xe chắc đâu. Này người Canada người ta thích đi xe kiểu này. Người ta đâm nắp bét thôi, cứ để đi cho đẹp. Rồi sao mà chiến đây chiến mã. Rồi là tí để anh lấy cái giấy tờ. Rồi đang lúc đợi xe mình bắt đầu mình phải tham khảo dần mấy cái bảo hiểm. Đấy, rồi biết cái gì không? Để xem con bu kêu. Hello, hello ba, are you ba? Okay ba, good, you good? Is it a good shot ba? Everything under control. Rồi. Mẹ mới gặp cách đây có 5 phút. Về cái như kiểu mẹ tỷ năm chưa gặp. Thế chỉ 5 phút. Nice. Nice. Các bạn thấy không, đi đâu bọn mình cũng phải bật cái nhạc hay tivi để ở nhà cho con bu nó đỡ chán, không sợ bé ngồi không biết làm gì. Dạ. How do you think? Em tin là có sao bà? Oh shit. It hurt bà. Oh shit, bà. Calm down, bà. Oh shit. My God, bà. Everything like a trial. Good, right? Good boy. Okay, that's it. Okay, hôm nay rảnh làm daily vlog. Một ngày buổi sáng của người Canadian sẽ làm gì? Thì đấy, người Canadian ăn sáng, đây là cái đặc sản của Canadian này, là người ta sẽ uống cà phê của Tim Hortons này. Tôi cần rất nhiều món này. Bạn Nga ăn cái wrap này, chicken wrap này, fresh grill, Frenchman cái đó là tiếng Pháp này. Nói chung là chicken wrap. Còn mình là ăn sausage and egg and croissant này. Và hôm nay đợi lâu quá là nó bonus cho mấy cái đây. Mỗi em muốn một cái set là có một cái hash brown mà mình bonus một cái là đúng không? Ừ. Thêm một cái à? Sao vừa em cứ hai cái? Cái kiểu hai cái, mỗi đứa một cái nữa. Bốn cái. Thì tổng là ba. Thì đây là bữa ăn mình. Hôm nay mình order cái croissant với cả sausage and egg. Trông rất ngon. Với cả thường hay combo đi kèm nó sẽ có cái hash brown là cái này làm từ khoai tây nghiền. Xong rồi nó dán lên. Nó bake xong rồi nó dán lên. Ở đây là ice cap này. Cái này là cà phê nhưng mà nó cà phê đá nghiền, đá bào, uống rất ngọt, uống vượi vừa, ngon lắm. Còn đây là của bạn Nga này. Đấy. Bạn Nga là ăn gì đây? Cái này là cái wrap với cả sausage and egg này. Giống nhau nhưng mà khác cái vỏ. Bây giờ ăn steep tea. Đấy. Buổi sáng rồi, cái này ăn thế thôi, ăn thế đủ no rồi. Còn tối ăn bữa nữa là ok. Ok, chúc các bạn một buổi sáng thật là nhiều năng lượng nhá. Để mình ăn trưa, ăn sáng này. Thank you, peace. Mr. Bo, yeah.